Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo việc các quốc gia thành viên của NATO can dự vào cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân. Theo đài Sputnik, Nga, phát biểu tại cuộc họp quốc tế của các đại diện cấp cao phụ trách vấn đề an ninh diễn ra tại Moscow, ông Lavrov nói, về mặt luật pháp, các nước NATO đang can dự trực tiếp vào cuộc xung đột đều đứng về phía Ukraine. Hành động đó làm tăng đáng kể nguy cơ đụng độ quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho biết thêm Moscow đã kêu gọi Mỹ và Liên minh châu Âu, EU, từ bỏ các quyết định đơn phương nhằm giảm căng thẳng trên thế giới. Vì lợi ích của việc giảm căng thẳng, chúng tôi kêu gọi Washington và Brussels từ bỏ các quyết định đơn phương, từ bỏ nỗ lực gạt Liên Hợp Quốc ra ngoài lề và từ bỏ thiết lập các cấu trúc có thành phần hạn chế ngoài Liên Hợp Quốc không có tính hợp pháp, ông nhấn mạnh. Ông Lavrov cũng cảnh báo chống lại mọi nỗ lực quân sự hóa vũ trụ, giống như đại đa số các quốc gia. Chúng tôi kêu gọi chỉ sử dụng cơ sở hạ tầng không gian dân sự cho các mục đích phù hợp với các điều khoản của Hiệp ước Ngoài Vũ trụ năm 1967, ông Lavrov nói thêm. Theo ông, đó là lý do tại sao Nga cho rằng việc Mỹ và các nước khác sử dụng vệ tinh thương mại cho mục đích quân sự là rất nguy hiểm. Chúng tôi coi việc Mỹ và các đồng minh sử dụng vệ tinh thương mại cho mục đích quân sự, can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia và cho các hoạt động khác là một xu hướng vô cùng nguy hiểm, ông Lavrov nhấn mạnh. Trong khi đó, kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Mỹ và phương Tây nhiều lần cảnh báo về khả năng Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg từng đánh giá khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine là rất thấp, song liên minh này vẫn rất thận trọng trước nguy cơ đó. Nguy cơ Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine là thấp, song liên minh vẫn rất thận trọng về điều đó, vì hậu quả của cuộc tấn công hạt nhân sẽ rất tàn khốc, ông Stoltenberg nói với đài truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông khẳng định quan điểm của Nga về vấn đề sử dụng vũ khí hạt nhân vẫn không thay đổi. Người đứng đầu NATO cũng nói thêm rằng khối quân sự này muốn khẳng định rõ sẽ không có bên chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân. Trong phiên khai mạc hội nghị kiểm soát vũ khí thường niên của NATO lần đầu tiên được tổ chức ở Washington vào tháng trước, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cũng cảnh báo Washington và các đồng minh NATO phải cảnh giác về những dấu hiệu Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong xung đột ở Ukraine.